Thứ hai các bạn cần phải lưu ý chính là cái nội dung là cái hạng mục cách âm và tiêu âm. Tính hạng mục thứ ba là chúng ta sẽ quan tâm vấn đề là phong cách và thiết kế. Thì nói về phong cách thiết kế thì cái này thì Vũ sẽ không can thiệp nhiều. Nhưng mà thường khi mà Vũ làm cho khách hàng á, Vũ sẽ là người gợi ý cho khách hàng và phải dựa vào cái người khách hàng có thích cái gu như vậy hay không nữa. Và mình sẽ dựa vào những cái nhu cầu của khách hàng, những cái sở thích của khách hàng, mình custom nó lại, mình customize nó lại để phù hợp vừa đáp ứng được tiêu chí của chất lượng âm thanh xem phim, về hình ảnh, về âm học, và đạt được luôn cái vấn đề mình thiết kế nó phù hợp với chủ nhà nữa. Đó, mà các khách hàng á, và các bạn chúng ta lưu ý á, cái chỗ là khi mà chúng ta làm cái phòng xem phim đó thì cái mục tiêu đầu tiên chính là cái tông tối. Tất cả các phòng đều thiết kế, các bạn có thể thiết kế kỳ, nói chung bất kỳ thứ gì chúng ta có thể làm một nhà ứng dụng thì ưu tiên là tông tối. Tại vì tông tối nó sẽ giúp cho các bạn khi mà chúng ta trải nghiệm phim đó, nó có sự tập trung hơn và nó thoải mái hơn, nó không bị làm bị sao lãng. Nó rất là nhiều vấn đề các bạn. Nếu mà nói ra một cái phòng xem phim nó có rất là nhiều tiểu tiết ở bên trong các bạn cần phải xử lý, nó rất đơn giản và rất là cơ bản. Nhưng mà nếu mà bị rơi vào và chúng ta có những cái khuyết điểm đó, nó sẽ ảnh hưởng rất là dài trong cái việc mà chúng ta quá trình chúng ta xem phim và cái trải nghiệm của mình. Nói về phong cách thiết kế hiện nay á, thì đối với Vũ á, Vũ chỉ chia sẻ các bạn về hai cách thôi các bạn. Như cái lần trước Vũ có nói là hiện nay bây giờ, một là chúng ta sẽ có một cái phòng gia đình, một nhà 4 tầng hay một nhà phố bình thường, chúng ta có một phòng trống và chúng ta muốn set up một cái phòng để xem phim, thì xem phim đó gọi là home cinema. Và một cái nữa là home theater. Thì home theater thì nó phải Vũ nghĩ ở Việt Nam thì chúng ta chưa cần phải sử dụng tới đâu, tại vì cái trải nghiệm, tại vì tại sao Vũ nó không tới, thật ra các bạn về giá thành nó rất là cao. Cái thứ hai là nhu cầu chúng ta có thật sự là cần như vậy hay không thì các bạn nghe Vũ giải thích. Đối với home theater thì Vũ sẽ thiên về những cái phòng rất là chuẩn nè, thiết kế nội thất mọi thứ, vách mọi thứ nó rất là cơ bản nè, nhìn nó sang trọng nè, nói chung là tông tối giản hết mọi thứ, tối giản hết hoàn toàn, đơn giản, và tập trung vào chất lượng âm thanh, chất lượng ánh sáng và chất lượng về vật liệu cho khách hàng của mình. Và những cái bộ sofa cũng vậy, bộ sofa chúng ta không nên, những home theater chúng ta nên chọn những bộ sofa bed bình thường thôi. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta chọn những bản sofa bed như vậy á, thì vợ con mình hay là các bé hay là ông bà có thể thoải mái giải trí mà nó không có bị ngọt. Chứ chúng ta mà xây dựng theo cái phương châm mà home cinema, mà đi hướng phương châm mà những cái ghế mà giống như ghế ở rạp, rồi home theater những phòng mà chuyên dụng luôn á, gọi là rạp chiếu phim tại nhà không á, thì thật sự á, nó rất là bất tiện như nào mọi người. Tại vì bất tiện như này, thật ra các bạn mua thì Vũ vẫn bán, Vũ vẫn setup cho mọi người thôi, nhưng mà Vũ đang ở một cái video là phân tích một cái cách là tổng thể hết, và nó quan điểm rất là rõ ràng là tại vì khi mà gia đình chúng ta về á, thì chúng ta muốn ngồi lên một thoải mái và chúng ta thường xuyên sử dụng hơn, giống như một cái phòng giải trí, vào là bấm một nút là con chúng ta có thể bấm được nè, ông bà lớn tuổi cũng có thể dễ dàng thao tác nè, nó không có bị rườm rà về quá trình là trải nghiệm và sử dụng. Và sofa bed nhìn nó thoải mái hơn, nó giống như một phòng khách của mình thôi, một phòng giải trí, và chúng ta có thể tiếp khách được cho những căn phòng đó. Đó thì nó rất dễ, và số lượng người thì chúng ta sẽ cũng mở hơn. Còn đối với một phòng home theater thì các bạn phải có những cái ghế riêng giống như ghế rạp thôi. Nói chung các bạn phòng home theater các bạn định nghĩa đơn giản là như vậy, là cái rạp xem phim sao thì cái nhà chúng ta cũng như vậy, nó chỉ khác nhau ở cái ghế. Nhưng mà thật sự cái những phòng mà chúng ta set up ghế như vậy á, thì gia đình đó các bạn, khi mà chúng ta mà ngồi coi với nhau á, Vũ đang nhìn góc trải nghiệm nha, coi với nhau mỗi người một ghế vậy á, nó không có còn là phòng gia đình nữa, chúng ta có thể ngồi xem phim, chúng ta chỉ tập trung bộ phim thôi. Đó, thì nó ngồi rất là thưa với nhau và chúng ta coi phim đi ra, nó giống như rạp thì như vậy, chúng ta nên chọn rạp đi cho nó dễ. Còn gia đình thì chúng ta muốn là ngồi ghế, chúng ta có thể dựa lẫn nhau hay là ngồi như thế này, chúng ta phải gia đình với nhau, nó sẽ trải nghiệm, nó sẽ bộ phim nó sẽ ok hơn. Đó là những phong cách thiết kế. Thì Vũ thì phần trăm của Vũ là 70% và 60% Vũ hướng về home cinema và những cái bộ sofa bed, nhìn nó giống như phòng khách và nhìn nó rất là sang trọng và nó giống như một gia đình hơn. Còn 30% Vũ vẫn muốn làm những cái phòng mà home theater, những phòng chuyên nghiệp với những cái bộ ghế như vậy thì nhìn nó rồ thôi. Nhưng mà còn quá trình mà sử dụng, mình đảm bảo cho các bạn luôn, nếu mà giữa hai size phòng như thế này, hai cái thiết kế phòng như thế này, thì cái phòng mà home cinema, cái phòng mà sofa bed đó, được khách hàng sử dụng nhiều hơn so với việc là những cái ghế chuyên dụng mình để chiếu xem phim, những phòng mà home theater, những phòng lớn các bạn.
Đó, như vậy là Vũ đã chia sẻ với bạn về hai cái căn phòng và hai trải nghiệm. Thì nó đều giống như nhau các bạn ha, nó đều là một phòng chiếu phim chuyên dụng và chuyên nghiệp luôn. Nhưng mà chỉ khác nhau về hai cái phong cách. Thì cái phong cách mà như Vũ nói thì nó sẽ được khách hàng trải nghiệm dùng nhiều hơn, gia đình xài ok hơn. Còn phong cách kia thì nó sẽ hơi rào rạt, đôi khi có những khách lắp một năm nhiều khi coi có một lần, rất là lãng phí. Vũ thì đang muốn định hướng cho khách hàng là bán những phòng và setup những cái phòng và setup những cái thiết kế nào mà khách hàng có thể là nguyên ngày đi làm về mệt mỏi có thể vô xem, con cái đi học về xả stress có thể vô chơi game hay là chơi vô vào chơi luôn. Chúng ta sử dụng, chúng ta mua, bỏ tiền ra chúng ta mua một cái sản phẩm thì chúng ta setup một cái phòng đó thì chúng ta sẽ sử dụng nó dài hơn và liên tục thì nó sẽ mang lại giá trị ok hơn cho tất cả mọi người. Đó là quyền lợi của mọi người luôn và lợi ích của mọi người luôn. Hiện nay thì các bạn có thể biết là bây giờ thiết kế một phòng xem phim nó cũng đơn giản lắm, nó không có cầu kỳ giống như chúng ta. Một là chúng ta sẽ đơn giản hóa về chi phí, hai là chúng ta sẽ đơn giản hóa về tập trung vào bỏ tiền và chúng ta mua những cái vật tư chất lượng và cao cấp đó để chúng ta là thiết kế một cái phòng. Còn đa phần về phong cách thiết kế thì nó luôn đa phần là nó sẽ nằm ở tiệp là tối giản. Và về vật tư cũng vậy các bạn, vật tư như cái phần hai Vũ có nói là nói về tiêu tán âm, thì bây giờ vật tư tiêu và tán âm được khá là phổ biến, được linh hoạt hơn rất là xưa rất là nhiều. Chúng ta có thể dùng những vật tư cơ bản vừa trang trí được nè, vừa tiêu tán âm được nè, vừa có thể decor được rất là nhiều thứ, là mà nó tức là một sản phẩm nhưng mà nó có 2, 3, 4 chức năng trong đó thì nó sẽ rất là tiện và nó cân được giá thành và chi phí cho mọi người. Nên về phần nội thất bây giờ thì nó cũng sẽ rất là dễ cho những phòng mà home cinema cũng như phòng mà chiếu phim gia đình của chúng ta. Thứ tư là cái hạng mục Vũ sẽ nói đến chính là ánh sáng. Ánh sáng cũng khá là quan trọng cho một phòng chiếu phim. Thì hiện trong một cái phòng chiếu phim chúng ta sẽ lưu ý 3 hạng mục ánh sáng. Ánh sáng chúng ta sẽ chia ra thành 3 phần. Thứ nhất là ánh sáng dân dụng. Ánh sáng dân dụng là những ánh sáng như là đèn trần lon hay những cái đèn led hay là đèn 500 gì đó, đó gọi là ánh sáng dân dụng. Ánh sáng thứ hai là ánh sáng hiệu ứng phim, và đây là cái mới Vũ cũng mới làm cho những khách hàng Việt Nam mình có những sự thay đổi mới mẻ trong phòng phim, nó cải thiện hơn so với ngày xưa rất là nhiều. Và ở nước ngoài họ cũng đã làm rất là nhiều rồi, nhưng mà Vũ không hiểu tại sao trong Việt Nam mình chúng ta không phải chịu phát triển, nên Vũ cũng đã làm rồi. Các bạn có thể đến showroom 779 Trần Hưng Đạo, Vũ có thể demo cho các bạn về ánh sáng hiệu ứng phim. Rồi, cái ánh sáng thứ ba mà những phòng phim thường có hoặc không có nha, đó là trần sao, là chỉ có 3 hạng mục ánh sáng như vậy thôi. Thì đầu tiên Vũ sẽ nói về cái hạng mục ánh sáng của về cái đèn dân dụng. Thì đối với cái đèn dân dụng thì thật ra đối với những phòng cinema thì số lượng đèn dân dụng sẽ lắp rất là ít. Hầu như là chủ yếu là đánh downlight và đánh góc cho những cái góc tối và để cho một căn phòng là một phòng tối thôi các bạn. Rất là ít ít đèn, thường là như vậy. Và cái việc ánh sáng với dân dụng này, thứ nhất là chất lượng đèn nè, chất liệu đèn nè, chất lượng của màu đèn nè, nó sẽ quyết định rất là quan trọng. Thì cái này thì Vũ không dám nói chia sẻ nhiều, nhưng mà những anh em mà những anh kiến trúc sư, những bạn thiết kế á, mới hiểu được cái tầm quan trọng của cái ánh sáng này trong cái việc mà thiết kế nội thất, vì cái ánh sáng này nó rất quan trọng. Và ánh sáng này còn phải lưu ý thêm một điều nữa, đó chính là không được chọn những loại đèn mà hắt trực diện vào mắt của người xem, hay là trước khi mà bước vào phòng được hắt trực diện. Tại vì khi mà hắt đèn vào trực diện như vậy, nó sẽ làm cho màu mắt bị sai lệch một khoảng thời gian nhất định khi mà chúng ta trải nghiệm xem phim, và gây rất là khó chịu và bị sai màu ha. Đó là về ánh sáng dụng, đó là Vũ chia sẻ cơ bản thôi. Còn về thiết kế ánh sáng thì Vũ chia sẻ ra số lượng tương đối ít, vì cái này thì do bên nội thất sẽ tư vấn cho khách hàng của mình. Rồi Vũ chỉ là góp ý và chia sẻ thôi. Rồi, ánh sáng thứ hai là hiệu ứng phim, là ánh sáng là sử dụng bằng LED. Thì ánh sáng này là mới, Vũ cũng vừa làm để cho khách hàng thay đổi cái phòng phim. Tại vì phòng phim cũ bây giờ nó chỉ là xem phim rồi cắm ổ cứng vào thôi, thì nó rất chi là đơn giản, đôi khi cũng rất là nhàm chán. Nên Vũ muốn thay đổi cái màu mới đó cho khách hàng có thời gian, cũng có sự mà cuốn, nói chung là có gì thích thú để khi mà trải nghiệm phim hơn. Thì cái ánh sáng này, nhiệm vụ của nó là khi với những cái bộ phim mà ví dụ màu tối, màu biển, màu sét đánh, hay là màu nắng, hay là rất là nhiều màu, hay là những cái màu tia vàng, hay là tia điện, hay là bắn ra hay gì đó, súng gì đó, thì cái ánh sáng này nó sẽ bao quát cả căn phòng và hiệu ứng đúng giống như trên bộ phim. Thì giúp cho cái việc ánh sáng này cũng rất là quan trọng, tại vì nó sẽ giúp cho các bạn trải nghiệm một bộ phim chúng ta đang đặt ở một trong cái một môi trường
là như ở trong một bộ phim về, như là xét đánh đi, cả phòng nó sáng trưng rực luôn, nó chớp rất là đẹp đó, chứ không phải đơn giản như chỉ là chớp chớp trong cái màn hình không các bạn, mà nó chớp cả căn phòng, mà nó chớp bên trái hay là nó chớp bên phải, chúng ta đều cảm nhận ra được luôn là xét đánh từ bên nào luôn, cái màu đèn nó như vậy, thì nó sẽ kích thích cái việc mà mọi người trải nghiệm hơn. Và cái trải nghiệm đó nó nằm trong cái môi trường phim nữa, rất là hay. Đó là về ánh sáng của hiệu ứng phim. Và một hạng mục ánh sáng nữa là ánh sáng trần sao. Thật ra cái trần sao là một cái trần, nói chung là để mọi người có thể khi mà bước vào phòng xem phim nó có thể relax một tí xíu. Giống như là tại vì cái trần sao thường thường là tông, nó tông tối, tông màu đen. Thật ra đối với Vũ thì trần sao thì tông màu đen cũng không phải là tông màu chuẩn đó. Màu nó phải không được đen tuyền các bạn ha. Đó, thì cái này thì khi mà nội thất thì tư vấn cho khách hàng và những chủ đầu tư họ sẽ phân tích cụ thể hơn. Thì đối với Vũ thì cái đối với những cái đèn mà trần sao thì nó có nhiều dạng, hiện tại là có những dạng căng bằng một chất liệu. Thứ hai là chúng ta trần sao chúng ta sẽ sử dụng bằng trần thạch cao, sau đó chúng ta sẽ khoét. Và hai cái phong cách trần này nó đều giống như nhau các bạn ha, đều sử dụng dây xuyên sáng các bạn ha, dây dẫn sáng đó. Thì đều phải khoét lỗ và đưa ra một trần nữa gọi là trần H. Thì nó giống như là nó sẽ chạy và nó được in lên các bạn. Nhưng mà thì đối với Vũ nha, thì cái trần đó Vũ không thích lắm, tại vì nhìn nó không có thật. Vũ thích cái trần nó có một góc độ, nó nhìn vào nó đơn giản, nó tối giản, nhưng mà nó lại có một chiều sâu của cái trần. Thì cái trần đó Vũ không thích, nhưng mà Vũ chỉ chia sẻ quan điểm thôi. Nếu mà khách hàng thích thì chúng ta sẽ cứ chọn trần xó, thì nó có chỉ có vài cái hạng mục trần sao và những thiết kế như vậy thôi. Một là bằng tấm căng, hai là bằng thạch cao trực tiếp. Thì với thạch cao trực tiếp thì nó sẽ tiết kiệm nhiều chi phí hơn. Thì như vậy là Vũ đã chia sẻ cho các bạn ba hạng mục về ánh sáng. Thì các bạn có thắc mắc hạng mục nào cứ liên lạc với thằng Vũ sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn nha. Đến hạng mục thứ năm là các bạn sẽ quan tâm đến hạng mục là về hình ảnh. Đối với hình ảnh thì chúng ta sẽ có hai dạng để cho chúng ta chọn. Thứ nhất là TV thì dành cho những phòng nhỏ. Thứ hai là chúng ta có thể chọn là qua màn chiếu và máy chiếu. Thì thông thường là nó sẽ có màn chiếu và máy chiếu.